Cập nhật những diễn biến mới nhất chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua Chỉ riêng thứ năm ngày 20 tháng 4, quân đội Ukraine đã tiêu diệt 670 binh sĩ Nga, nâng tổng số thiệt hại về nhân lực của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên vượt mức 184.000. Các chuyên gia tính toán rằng kẻ xâm lược đã mất khoảng 300 xe tăng mỗi tháng. Như vậy, trong gần 14 tháng của cuộc chiến chống Ukraine, quân đội Nga đã mất hơn 3,5 nghìn xe tăng. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ca ngợi Putin vì thúc đẩy hòa bình thế giới. Sau 14 tháng giao tranh bế tắc, một số lỗ hổng lớn trong năng lực quân sự của Moscow đã lộ ra. Tướng quân đội Mỹ cho rằng quân đội Nga đã phạm phải 3 sai lầm nghiêm trọng trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Đã thấy quan tài nhưng vẫn chưa đổ lệ. Đồng minh của Putin gợi ý Nga không thể chiến thắng nếu không có tổng động viên. Cuối cùng là kể từ khi Putin lên nắm quyền và sau đó ngồi xổm lên hiến pháp của nước Nga. Có thể nói là dân trí Nga ngày càng xuống thấp. Trong 10 năm qua, số lượng các nhà khoa học ở độ tuổi dưới 30 ở Nga đã giảm 25%. Tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Molifan xin mến chào quý vị khán giả đang dõi theo bản tin cập nhật mới nhất diễn biến chiến sự Nga-Ukraine ngày 20 tháng 4. Thưa quý vị, Ngày thứ 422 của cuộc chiến, các trận giao tranh thảm khốc nhất như thường lệ vẫn diễn ra ở Bắc Mút. Các chiến binh Ukraine như thường lệ vẫn gây cho quân xâm lược những tổn thất đáng kể. Tuy vậy, những chỉ huy Nga như thường lệ vẫn tiếp tục không quan tâm ném quân của mình vào những đầm lầy chết chóc. Chỉ riêng thứ Năm ngày 20 tháng 4, quân đội Ukraine đã thanh lý 670 binh sĩ Nga nâng tổng số thiệt hại về nhân lực của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên con số 184.420. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 10 AFV và 10 UAV của quân xâm lược. Đó là báo cáo của RBC Ukraine có liên quan đến dữ liệu của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại chiến đấu của Nga từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 20 tháng 4 năm 2023 xấp xỉ. Nhân sự khoảng 184.420, cộng 670 người đã bị tiêu diệt trong ngày hôm qua. Xe tăng 3.667 cộng 2 đơn vị, xe chiến đấu bọc thép 7.120 cộng 10 chiếc, hệ thống pháo binh 2.825 cộng 6 đơn vị, MLRS 539 cộng 1 đơn vị, hệ thống phòng không 285 đơn vị, máy bay 308 chiếc, máy bay trực thăng 293 chiếc, UAV cấp độ tác chiến chiến thuật 2386 cộng 10, hỏa tiễn hành trình 911, tàu thuyền 18 chiếc, thiết bị ô tô và phương tiện chở dầu 5.707 cộng 15 chiếc, thiết bị đặc biệt 332 cộng 2. Quân đội Nga trong ngày qua đã tấn công Ukraine bằng 26 máy bay không người lái Kamikaze, loại xe hết 136. 21 chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Nếu không tính đến tổn thất nhân lực, thì xe tăng sẽ đứng đầu trong bản thống kê mất mát của Nga. Theo đó, trong gần 14 tháng của cuộc chiến chống Ukraine, quân đội Nga đã mất hơn 3,5 nghìn xe tăng. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục mất rất nhiều xe tăng trong cuộc chiến chống Ukraine. Các chuyên gia tính toán rằng, kẻ xâm lược đã mất khoảng 300 xe tăng mỗi tháng. Các nhà báo từ CNN đã xuất bản một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế về nguồn của họ. Nói nói rằng trong năm chiến tranh, Liên bang Nga đã mất gần 10.000 đơn vị thiết bị quân sự, trong đó có hơn 3,5.000 xe tăng. Đáng chú ý là 500 chiếc xe tăng T-72B3 hiện đại hóa, chúng chỉ bắt đầu được cung cấp cho quân đội vào năm 2013. Chính vì tổn thất lớn về phương tiện bọc thép, Bộ Quốc phòng Nga đã tích cực hơn trong việc đưa xe tăng T-55 vốn được đưa vào hoạt động từ năm 1948 ra mặt trận. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng, công nhân của Eurovagon chỉ có thể nâng cấp 20 xe tăng mỗi tháng. Tuy thiệt hại rất nhiều trong năm chiến tranh, Liên bang Nga vẫn có lợi thế hơn Ukraina về trang thiết bị quân sự. Tính đến tháng 2, quân xâm lược có số máy bay gấp 13 đến 15 lần, số xe tăng gấp 7 đến 8 lần và số thiết giáp gấp 4 lần so với Kiev. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, tính đến ngày 19 tháng 4, 183.750 quân xâm lược đã bị tiêu diệt ở Ukraina và 3.665 xe tăng địch đã bị phá hủy. Thưa quý vị, có câu nói như thế này, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Do đó, mặc cho việc Tổng thống Nga Vladimir Putin là kiến trúc sư chính của cuộc chiến tàn khốc vô cớ ở Ukraine đã giết chết hoặc làm bị thương hàng trăm nghìn người, khiến hàng triệu người phải di tản và đẩy thế giới tới bên bờ vực của thế chiến thứ ba. Thì vậy mà, trớ treo làm sao theo một quan chức cấp cao của Trung Quốc đến thăm Moscow trong tuần này, thì theo ông, ông Putin nên được công nhận vì đã đóng góp cho hòa bình thế giới. Khi họ gặp nhau vào Chủ nhật tại Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc đã gọi Putin là một nhà lãnh đạo nhà nước phi thường và ca ngợi Tổng thống Nga vì những đóng góp quan trọng của ông trong việc thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới, theo Bloomberg. Bloomberg đưa tin ông Lý dường như đã đọc những nhận xét được chuẩn bị sẵn trong đoạn clip, nhưng những nhận xét này không được đưa vào bản tin của truyền thông nhà nước Trung Quốc cuộc chiến ở ukraine cuộc xung đột quân sự lớn nhất ở châu âu kể từ thế chiến thứ hai đã khiến các thành phố của ukraine trở thành đống đổ nát và tàn phá nền kinh tế toàn cầu nga cũng phải đối mặt với nhiều cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tòa án hình sự quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ putin vào tháng trước trong suốt thời gian qua trung quốc đã duy trì mối quan hệ nồng ấm đôi lúc có phần xa cách với nga ngay cả khi phần lớn thế giới lên án moscow về cuộc xâm lược đang diễn ra khi châu Âu hạn chế nhập khẩu năng lượng của Nga để đối phó với cuộc chiến ở Ukraine, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn. Sự ủng hộ hùng biện của Bắc Kinh dành cho Moscow vẫn ổn định kể từ khi Putin ra lệnh xâm lược. Nhưng Trung Quốc đã ngừng cung cấp đạn dược hoặc vũ khí tiên tiến như hỏa tiễn dẫn đường chính xác mà các lực lượng Nga rất cần. Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình Nga, ông Lý đã ca ngợi mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Trung Quốc khi ông gặp Putin ở Điện Kremlin, tờ Moscow Times đưa tin. Chúng tôi có mối quan hệ rất bền chặt, vượt qua các liên minh quân sự chính trị của thời kỳ chiến tranh lạnh, Lý Thượng Phúc nói. Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cho thấy mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa Trung Quốc và Nga. Hai nước đã tuyên bố về tình hữu nghị không giới hạn vào năm ngoái, ngay cả khi Bắc Kinh khẳng định rằng họ không chọn một bên nào trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Lý đến thăm Nga chỉ vài tuần sau khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Putin ở Moscow. Thưa quý vị, Điện Kremlin dường như đã lường trước một chiến thắng dễ dàng trước nước láng giềng phía đông sau khi xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Giờ đây, sau nhiều tháng giao tranh bế tắc, một số lỗ hổng lớn trong năng lực quân sự của Moscow đã lộ ra. Tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu David Petraeus cho rằng quân đội Nga đã phạm phải ba sai lầm nghiêm trọng trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn do Radio Liberty đăng hôm thứ Ba, ông Petrus, vị tướng Mỹ về hưu trước đây từng làm giám đốc CIA và chỉ huy lực lượng liên quân ở Iraq, đã đề cập về ba sai lầm chính mà Nga đã mắc phải trong cuộc tấn công của mình. Họ hoàn toàn đánh giá thấp lực lượng Ukraine và hoàn toàn đánh giá quá cao lực lượng Nga, Petrus nói với hãng tin này. Họ không thể áp đặt đường lối tiến hành chiến dịch quân sự cũng như chuẩn bị lực lượng cho chiến dịch này. Thêm vào đó, họ không có hệ thống viễn thông hiện đại. Ông tiếp tục, vì vậy các tướng tá của họ tiếp tục chết. Một lần nữa, họ đã không huấn luyện quân đội của mình. Chúng tôi luôn biết rằng họ thiếu các sĩ quan chuyên nghiệp vốn là xương sống của lực lượng. Họ đã mắc rất nhiều sai lầm, một trong số đó là mong đợi. Petraeus cũng chỉ ra rằng các hệ thống viễn thông của Nga là một kênh và không được mã hóa, giúp Ukraine và các đồng minh dễ dàng theo dõi. Do không được huấn luyện đầy đủ và thiếu thiết bị quân sự, quân đội Nga đã phải gánh chịu thương vong nặng nề trong cuộc chiến với Ukraine. Trong một trong những tài liệu gia tình báo Mỹ rò rỉ vào tháng trước, các quan chức dự đoán rằng Moscow đã phải chịu thương vong từ 189.500 đến 223.000 người, bao gồm 35.500 đến 43.500 binh sĩ thiệt mạng trong chiến đấu. Tuần trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã xác nhận rằng Nga có thể sẽ không thể duy trì nhiều cuộc tấn công cùng một lúc. Ukraine dự kiến sẽ tiến hành một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ do Nga chiếm đóng trong những tháng tới, nhưng cả hai nước vẫn tập trung vào trận chiến giành thành phố Bakhmut. Vị tướng đã nghỉ hưu nói thêm rằng cuộc tấn công của Kyiv cũng có thể gây ra sự sụp đổ của các lực lượng Nga ở một khu vực khá rộng lớn ở miền nam Ukraine, vì lực lượng vũ trang Ukraine sẽ giải phóng hầu hết lãnh thổ Ukraine mà người Nga sắp nhập phi pháp vào năm ngoái, cũng như Crimea vào năm 2014. Đã thấy quan tài nhưng vẫn chưa đổ lệ, bất chấp làn sóng ngầm bất mãn đang diễn ra trong xã hội nga về việc huy động cũng như thất bại của quân đội trên chiến trường một thành viên của ủy ban an ninh duma quốc gia nga đã gợi ý rằng đất nước của ông không thể đánh bại ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra trừ khi tổng thống nga vladimir putin tuyên bố tổng động viên phải có một cuộc tổng động viên chúng ta phải chiến đấu với cả thế giới như họ nói và mọi người phải cảm thấy mình thuộc về đất nước Mikhail Seremet một nhà lập pháp ở hạ viện nga và là thành viên của đảng nhà nước nga thống nhất cầm quyền được hãng tin độc lập The Moscow Times trích dẫn cho biết hôm thứ hai hiện tại huy động là hoàn toàn có thể Seremet nói Putin cho đến nay đã từ chối tuyên bố huy động toàn bộ điều này sẽ đặt quốc gia vào tình thế chiến tranh Tuy nhiên ông đã tuyên bố huy động một phần vào tháng 9 năm 2022, nói rằng Nga sẽ nhắm mục tiêu 300.000 quân nhân dự bị và cựu quân nhân có chuyên môn quân sự nhất định và kinh nghiệm liên quan. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố vào tháng 10 rằng đợt tuyển dụng này đã hoàn thành. Nhưng kể từ đó, các nhà quan sát quân sự đã đánh giá rằng quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine đang được tăng cường nhờ một đợt tuyển quân bí mật vì Putin lo ngại phản ứng dữ dội mà đợt huy động rộng rãi có thể gây ra. Mặc dù Điện Kremlin đã bác bỏ tin đồn rằng Putin có thể công bố một làn sóng huy động khác trong cuộc xung đột đang diễn ra, nhưng hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh đã đánh giá rằng các phương tiện truyền thông của Nga đưa tin cho thấy chính quyền đang chuẩn bị bắt đầu một chiến dịch tuyển quân lớn với mục đích đăng ký thêm 400.000 quân. Lời kêu gọi tổng động viên mới nhất của Seremet được đưa ra trước một cuộc phản công được dự đoán từ Ukraine nhằm vào Crimea, bán đảo ở Biển Đen đã bị Putin sắp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Kể từ khi Putin lên nắm quyền và sau đó ngồi xổm lên hiến pháp của nước Nga, thưa quý vị, có thể nói là dân trí của Nga ngày càng xuống cấp. Phạm là những người có học vị, hiểu biết hay có lương tâm, đều chọn không trở thành một phần trong bộ máy thối nát của Putin. Viktor Sadovnichy, hiệu trưởng của Đại học Quốc gia Moscow cho biết, trong 10 năm qua, số lượng các nhà khoa học ở độ tuổi dưới 30 ở Nga đã giảm 25%. Theo Rostat, tổng số nhà nghiên cứu trẻ dưới 30 tuổi của Nga đang giảm, Năm 2010 có 71.000 người trong số họ, trong đó có 4.350 người có bằng cấp học thuật. Ba năm sau, con số giảm còn 53.000, bao gồm cả bằng cấp 1.750. Sadaf Nichi cho biết tại một cuộc họp mở rộng của Liên minh Hiệu trưởng Nga, Đồng thời, tổng số nhà khoa học ở Nga cuối năm 2021 đã giảm xuống mức tối thiểu trong lịch sử 340,1 nghìn người, theo tính toán của Isaac SSE. Số lượng các nhà khoa học nước này giảm dần kể từ năm 2014 khi Nga sắp nhập Crimea. Từ năm 2014 đến năm 2021, số lượng các nhà khoa học giảm 10,5%, tương đương 76.000 người. Đồng thời, vào thời điểm Liên Xô sụp đổ, có 992.000 nhà nghiên cứu ở Nga và nước này đứng đầu thế giới về số lượng cán bộ khoa học. Trong bối cảnh chiến tranh ở Ukraine và huy động chảy máu chất xám đã tăng tốc, Tổng cộng theo các ước tính khác nhau, Nga có thể đã chứng kiến sự rời đi từ 400.000 đến 1,2 triệu người có chuyên môn. Ivan Breobrazhensky, một chuyên gia về Trung và Đông Âu cho biết, trong số họ có nhiều chuyên gia công nghệ thông tin, doanh nhân và nhà khoa học. Việc cắt giảm kinh phí đang làm cạn kiệt tiềm năng nhân sự của khoa học Nga. Vào năm 2022, chính phủ đã tổ chức một đợt cô lập kỷ lục ngân sách cho phát triển khoa học trong 6 năm, cắt giảm từ 626,6 tỷ rúp xuống còn 569 tỷ rúp ngân sách cho năm 2023-2024 bao gồm 597,2 và 580,7 tỷ rúp cho cùng một hạng mục tương ứng. Đồng thời tỷ trọng khoa học trong chi ngân sách giảm từ 2,84% năm 2023 xuống 2,72% năm sau. Kính thưa quý vị, đến đây bản tin của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình hy vọng quý vị sẽ đồng hành cùng với the second post bằng cách like vào video và share cho nhiều người cùng xem còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo